thứ nhất là xây dựng một website. Để xây dựng một website, ta cần thực hiện 4 bước. Bước thứ nhất là mua domain, tức là mua địa chỉ trang web, hay người ta gọi là tên miền. Bước thứ hai, ta cần mua, đó là mua hosting. Bước thứ ba là chúng ta chọn domain và hosting. Bước thứ tư là cài WordPress để hosting. Ở bước thứ nhất, tôi đã mua được domain có tên là phongdaodong.com của hãng MyDomain với giá 2,78 đô cho 2 năm. Thông thường nếu chúng ta mua 2 năm như này của hãng MyDomain thì khoảng độ 24 đô. Tôi mua vào thời gian đặt giá nên là đã tiết kiệm một khoản nhỏ nhỏ cho phòng của chúng. Ở bước thứ hai, chúng ta cần mua một hosting. Tôi đã mua được hosting có tên là phòng giáo dục của hãng HackHost. Hãng này có trụ sở chính ở Hoa Kỳ và đặt rất nhiều máy chủ ở các nơi khác nhau, trong đó có Hồng Kông và Singapore. Tôi đã mua hot của hãng này với máy chủ đặt ở Singapore để cho tốc độ chuyển về Việt Nam là nhanh nhất và ổn định nhất, với giá là 21,52 đô cho 2 năm. Thông thường thì của hãng này nếu mà chúng ta sử dụng 2 năm học khoảng cũng gần 80 đô. Nếu tính sơ sơ thì tổng giá trị mà chúng ta phải mua domain và hosting của hai hãng này cho 2 năm thì tương đương vào khoảng độ trên dưới 100 đô. Tôi mua vào thời gian giảm giá thì tổng chỉ hết có chưa đến 25 đô, tức là tiết kiệm được cho cơ quan khoảng từ 75 đến 80 đô. Tiếp theo đến bước thứ ba là chúng ta chọn domain và hosting. Ở bước này chúng ta sang phần domain, vào phần control panel của domain, kéo chuột xuống phía dưới, tìm đến phần domain, rồi nháy chuột vào domain xem trang. Ở bảng hiện ra này thì có tên domain của chúng ta nháy chuột vào đây, tìm đến phần name server. Đấy. Thì cái phần máy chủ mặc định của domain này có tên là ns1.mydomain.com, ns2.mydomain.com. Chúng ta cần trỏ về máy chủ trong phần HackHost chúng ta, thì chúng ta cần nhấn chuột vào user different name server, xóa cái địa chỉ máy chủ cũ đi, sẽ đổi thành ns5.hackhost. Còn ở ns2.mydomain này chúng ta sẽ chuyển thành ns6.hackhost. Sau đó nhấn vào save để lưu lại. Thông báo là đã update thành công, chuyển tên máy chủ thành công, hiệu lực có thể trong vòng 24 giờ thì có thể chuyển thành công được. Đây là bước thứ ba. Tiếp theo bước thứ tư, chúng ta quay trở về phần hosting của chúng ta để thực hiện bước cài WordPress trên hosting. Các bạn kéo chuột xuống phía dưới, thường là tận dưới cùng có cái phần shop app Itune, các bạn nhấn chuột vào WordPress. Đây là WordPress phiên bản 1.6.1, và nhấn vào Tinto. Phần HTTP 2.2 chéo các bạn để nguyên. Phần domain các bạn để nguyên. Cái folder để cài đặt này thì các bạn nên xóa. Nếu không xóa thì sau này đăng nhập vào thì ta gõ vào phòng giáo dục đào tạo com sẽ không vào được trang web này, mà phải gõ vào phòng giáo dục đào tạo com gạch chéo .php thì mới được. Do vậy các bạn xóa chữ .php này đi để nó cài đặt thẳng vào trong gốc tên của trang web. Phần này thì chúng ta gõ tên của trang web mà khi ta gõ tìm kiếm trên Google thì gõ được ghi như vậy mà tìm kiếm đến tên web. Tôi đặt là phòng giáo dục và đào tạo.
sau này các bạn cứ gõ phòng giáo dục đào tạo Thông Đông thì trang web nó sẽ đến. Khẩu hiệu của trang web tôi đặt là vì sự nghiệp phát triển. Còn tên sử dụng này thì chúng ta có thể đổi hoặc để nguyên mặt định giá đi được. Password, nếu chúng ta để password mặt định sẵn thì như thế này. Theo tôi thì chúng ta để thay. Độ mạnh của mật khẩu là 71/100, tuyệt đối rồi. Chọn ngôn ngữ thì ta sẽ chọn tiếng Anh. Các plugin hoặc là số lần đăng nhập mà quá số lần đăng nhập đấy thì họ lại khóa không vào được trang web, không bỏ qua. Còn phần Advanced Option này ta sẽ đặt lại cái tên của data hoặc trong. Bạn có thể ghi luôn cái tên như vậy. Đấy, có tự động update không? Đang hiện thực bạn tự động update WordPress plugin có tự động update dâm có tự động backup thì các bạn sẽ để không bị mất hoặc là để hai một lần tự dâm thì các bạn chọn sau đó thì ta điền cái địa chỉ email để thông báo quá trình cài đặt hoặc là gỡ cài đặt. Phần này tôi dùng email là thông báo. Sau đó nhấn vào Zito để cài đặt. Quá trình cài đặt đang diễn ra. Đấy, cài đặt đã xong rồi. Sau khi cài đặt thành công thì có trang web chúng ta đây, và đây là trang chúng ta đăng nhập vào để quản lý sử dụng đăng bài trên website. Chúng ta bấm thử vào trang web. Đấy, như vậy ta được trang website phòng giáo dục đào tạo Thông Đông. Đây là bài mặc định bài đăng đầu tiên video đầu cuốn chúng ta đến dưới bài này chúng ta được xóa có thể sửa hoặc đăng bài chúng ta cần phải đăng nhập vào trang admin này. Bấm được để giao diện của trang quản lý admin chúng ta có thể là tạo các page, tạo các chuyên mục, có thể là cài plugin, có thể là thay đổi dâm, tạo menu, đăng bài, vân vân. Như vậy là phần thứ nhất, tôi đã hướng dẫn xong các bạn cách sử dụng